đã đến lúc mà các doanh nghiệp phải thay đổi ý thức của mình trong công tác chống hàng giả hàng nhái, tích cực chủ động cùng với cơ quan chức năng, chứ không phải che giấu bàng quang. Đây là lời kêu gọi được Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban 389, đưa ra tại hội thảo bàn về các giải pháp chống hàng giả hàng nhái diễn ra vào sáng ngày 17 hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian qua, chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan đã có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác chống hàng giả, hàng nhái. Chính quyền các địa phương cũng đã vào cuộc tích cực cùng Ban Chỉ đạo 389 phát hiện, xử lý nhiều vụ hàng gian, hàng giả lớn. Trong đó, điển hình là vụ bắt quả tang một cơ sở sản xuất hàng chục tấn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả tại Hà Nội. Vụ bắt hơn 10.000 chai rượu giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389, việc xử lý hàng giả hàng nhái hiện nay vẫn chưa tương xứng với thực trạng của vấn nạn này. Hiện tượng buôn lậu, gian lận thương mại thì ở tại biên giới phía Bắc, đấy là cái vùng mà có tổn thương lớn nhất, có giao lưu rất lớn về vấn đề biên giới với Trung Quốc. Và cái việc mà có một cái vùng biên giới dài như vậy, có một cái địa thế như vậy thì các lực lượng mặc dù hết sức trách nhiệm nhưng không tránh khỏi cái chuyện mà thẩm lậu rồi hàng giả hàng nhái đi ra, không những ở bên nước ngoài đưa vào nhưng trong nước chúng tôi cũng phát hiện rất nhiều vụ là đặt hàng nhái hàng giả từ bên kia xong rồi bằng các thủ đoạn lén lút khác nhau để đưa vào tiêu thụ trong thị trường nội địa. Theo Ban Chỉ đạo 389, công tác phòng chống hàng giả hàng nhái hiện nay muốn thành công không chỉ có nỗ lực của cơ quan chức năng mà quan trọng không kém là sự tham gia của chính doanh nghiệp. Đã đến lúc doanh nghiệp phải chủ động và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm mình, nếu không muốn mất dần thị trường vào tay hàng giả hàng nhái. Doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm trong cái việc phối hợp cùng các lực lượng thực thi công vụ, bởi vì nếu mà làm giả thì giả của ai thì chủ thể quyền phải chủ động tích cực cùng các lực lượng thực thi công vụ, mà ở đây đặc biệt chủ công chính là quản lý thị trường và thanh tra chuyên ngành, những cái chủ thể quyền phải mạnh dạn không ngại. Chứ còn bây giờ có hiện tượng khi mà các lực lượng thực thi công vụ phát hiện được thì đến lại ngại là bảo đồng ý hợp tác phối hợp, thế nhưng mà bảo đừng quay lên báo đài, không thì chiếu lên chương truyền hình thì bảo là hàng của em toàn bị giả thì nó ảnh hưởng đến thị phần của ta. Đấy là cái thực trạng. Ngoài ra, theo Ban Chỉ đạo 389, doanh nghiệp cũng cần tích cực tuyên truyền cho đại lý, cho người tiêu dùng cách thức phân biệt hàng thật, hàng giả đối với sản phẩm của mình, từ đó giúp người tiêu dùng có thông tin để chọn mua sản phẩm đúng.